Dưới ánh mặt trời dịu nhẹ của buổi sớm, Hạ, một người phụ nữ trong độ tuổi 30, đang bước nhanh trên con đường quen thuộc dẫn đến bệnh viện nơi cô làm việc. Là một bác sĩ tài năng và tận tâm, cô đã dành nhiều năm cống hiến cho ngành y, mang trong mình niềm đam mê giúp đỡ người khác. Công việc bận rộn và căng thẳng khiến Hạ hiếm khi có thời gian cho bản thân, nhưng cô luôn thấy tự hào mỗi khi cứu sống một bệnh nhân. Mọi người trong bệnh viện, từ đồng nghiệp đến bệnh nhân, đều kính trọng và yêu mến cô không chỉ vì năng lực mà còn vì trái tim ấm áp của cô. Ngược lại, chồng của Hạ lại là một người đàn ông có vẻ ngoài hào nhoáng và được xã hội coi trọng. Lâm là trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn, luôn biết cách làm hài lòng khách hàng và đối tác. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài thành đạt ấy là một con người tham vọng, luôn khao khát quyền lực và địa vị. Đối với Lâm, gia đình dường như chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống bận rộn của anh nơi mà anh có thể thoải mái bỏ lại sau lưng khi cần thiết. Anh ta luôn bị cuốn vào những bữa tiệc xã giao, những buổi tiếp khách kéo dài đến tận đêm khuya và những mối quan hệ mập mờ mà bản thân anh ta cũng chẳng mấy quan tâm đến hệ quả. Hai con người với hai lối sống khác biệt, tưởng chừng như có một gia đình hạnh phúc, nhưng thực chất cuộc sống của họ chỉ là một bức tranh hoàn hảo về bề ngoài. Hạ, người phụ nữ hết lòng với gia đình và công việc, luôn tin tưởng vào tình yêu và sự trung thủy của chồng. Còn Lâm, người đàn ông luôn nghĩ mình xứng đáng có được nhiều hơn, lại không ngần ngại tìm kiếm những niềm vui tạm bợ bên ngoài bất chấp hậu quả. Cuộc sống của họ như hai đường thẳng song song, càng ngày càng xa nhau. Và rồi một ngày, sự thật vũ phàng sẽ khiến họ đối mặt với những lựa chọn không hề dễ dàng. Sau 5 năm kết hôn, tôi quyết định đề nghị với chồng rằng đã đến lúc chúng tôi nên có một đứa con. Tuy nhiên, anh ấy kiên quyết giữ vững quan điểm rằng không muốn có con, và dù tôi đã cố gắng thuyết phục đến thế nào, anh cũng không đồng ý. Anh ấy nói thương tôi, nếu có con bây giờ sẽ vô cùng vất vả. Điều này làm tôi cảm thấy bối rối và bắt đầu đặt câu hỏi về lý do thực sự phía sau sự từ chối này. Mọi chuyện thay đổi vào một ngày, khi tôi tình cờ thêm số điện thoại của một cô gái vào trong danh sách bạn trong buổi khám miễn phí. Cô ấy bất ngờ gửi cho tôi một tin nhắn khiến tôi sững sờ. Chồng ơi, khi nào anh đến thăm em và con vậy? Con nhớ bố lắm rồi đây. Tin nhắn đó như một cú đánh mạnh vào tâm trí tôi, khiến tôi nghẹn lời, không thể phản ứng ngay lập tức. Nhưng trước khi tôi kịp trả lời, cô ấy đã thu hồi tin nhắn, như thể hiểu rằng mình vừa để lộ điều gì đó không nên. Đúng lúc ấy, điện thoại của chồng tôi đặt trên bàn cạnh giường, đột ngột sáng lên. Tìm tôi đập mạnh vào lồng ngực, Tôi mở điện thoại của anh và phát hiện ra nội dung tin nhắn y hệt như cái vừa được gửi cho tôi. Nhưng lần này, cô ấy còn nói thêm một câu khiến tôi cảm thấy sự tổn thương sâu sắc. Chồng ơi, tối nay đến bên em nhé. Em vừa học được vài tư thế mới, tối nay thử nhé. Nhìn thấy dòng chữ đó, tôi nghẹn thở, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều ngưng động lại. Bộ não tôi dường như bị đóng băng, không thể nào tin vào những gì mình đang đọc. Đôi mắt tôi như vô thức nhấp vào ảnh đại diện của cô ấy và bắt đầu lướt qua trang cá nhân. Trang cá nhân của cô ấy đầy những chia sẻ về cuộc sống và con cái, những hình ảnh hạnh phúc mà không có hề dấu hiệu nào của người cha. Tuy nhiên, khi tôi tiếp tục lướt, một bức ảnh chụp trong bệnh viện hiện lên, nơi cô ấy đang trở sinh. Trong bức ảnh, cô gái tròn trịa ấy nắm chặt tay người chụp, trên khuôn mặt rạng rỡ nụ cười hạnh phúc. Và khi tôi nhìn kỹ, Người đàn ông mà cô ấy đang nắm tay chính là chồng tôi, Lâm. Ngón tay của anh đeo nhẫn cưới mà chính tay tôi đã chọn, sáng lên rõ ràng trong bức ảnh như một chứng cứ không thể chối cãi, cảm giác như một tảng đá đè nặng lên ngực tôi. Mỗi nhịp thở đều trở nên khó khăn và nặng nề hơn bao giờ hết. Tôi cầm chặt điện thoại trong tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng lòng ngực như muốn nổ tung. Tôi lướt tiếp điện thoại của anh và vô tình làm màn hình rung nhẹ, một trang mua sắm hiện ra ngay trước mắt, dường như bản năng bảo tôi thoát ra, nhưng con số 66 màu đỏ trong đơn đặt hàng của anh khiến tôi dừng lại và mở ra xem. Hầu hết các đơn hàng đều là đồ dùng cho trẻ em, mỹ phẩm, đồ ngủ và một số vật dụng cần thiết khác. Tất cả đều được gửi đến một địa chỉ duy nhất, phòng 502 của khu chung cư gần nhà cho Trần Liên, người mà tôi vừa gặp trong buổi khám miễn phí. Trái tim tôi đau đến mức gần như tê liệt khi nhận ra sự thật vũ phàng đang dần hé lộ. Khi chúng tôi kết hôn, Lâm đã từng nói rằng anh muốn sống một cuộc sống không con cái, rằng anh không muốn tôi phải chịu đau đớn và càng không muốn tôi phải từ bỏ ước mơ vì gia đình và con cái. Là một bác sĩ nhi khoa với công việc bận rộn, tôi hiểu rằng việc nuôi dạy một đứa trẻ không hề dễ dàng. Vì vậy, tôi đã đồng ý với đề nghị của anh. Nhưng không ngờ, trong khi tôi không biết gì thì con của anh với người phụ nữ khác đã gần một tuổi. Tôi cố gắng hít thở sâu, tìm cách bình tĩnh lại và mở khung chat của họ. Những dòng tin nhắn giữa hai người hiện lên tràn ngập những lời tán tỉnh mờ ám và những video về đứa trẻ mà cô ấy thường xuyên gửi cho anh. Ngày trước đó, cô ấy còn gửi một bức ảnh mặc đồ ngủ mới. Đứa trẻ nằm trên ngực cô, vòng ngực trắng nõn hiện lên mờ mờ dưới ánh đèn. Dù cô ấy hơi thừa cân, nhưng làn da lại rất trắng, khiến hình ảnh sáng nên rực rỡ như phát sang dưới ánh đèn vậy. Tôi cảm thấy cơn giận dữ và nỗi đau hòa quyện vào nhau, nhưng tôi kiềm chế cảm xúc, lưu lại tất cả các tin nhắn và hình ảnh giữa họ vào điện thoại của mình. Sau khi làm xong, tôi đặt lại điện thoại của anh về chỗ cũ, nhưng chưa kịp lưu lại hết mọi thứ, Trần Liên đã nhắn tin cho tôi với một lời xin lỗi đầy giả tạo. Xin lỗi chị, tôi nhầm avatar của chị, Thành người chồng của tôi nên gửi nhầm tin nhắn, mong chị đừng để tâm. Avatar của tôi và Lâm trước đây là ảnh cưới của chúng tôi, nhưng năm ngoái anh đột ngột thay đổi thành một bức ảnh hoạt hình dễ thương. Tôi đã từng nghĩ rằng anh ấy chỉ muốn thay đổi chút không khí, nhưng bây giờ tôi nhận ra, bức ảnh hoạt hình đó chính là hình ảnh của con họ. Tin nhắn của cô ấy lúc này giống như một sự thách thức đầy im lặng nhưng sắc bén, đâm thẳng vào lòng tự trọng của tôi. Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu, giữ giọng nói bình tĩnh và đáp lại. Không sao, avatar này cũng xấu quá, tôi cũng định thay rồi, cô nhắc nhở tôi đúng lúc đấy. Người cũng vậy, khi đã hỏng rồi thì nên thay. Nói rồi, tôi lập tức thay avatar như một cách để khép lại tất cả những ký ức đã không còn nguyên vẹn. Lúc đó, từ phòng tắm vang lên tiếng động, Lâm bước ra. Lâm bước ra từ phòng tắm, mái tóc vẫn còn ướt sũng từng giọt nước chảy xuống, thấm vào chiếc khăn tắm quấn quanh hông, lỏng lẻo. Khi nhìn thấy tôi đứng đó, ánh mắt anh thoáng qua một chút ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức trở nên bình thản, như thể không có chuyện gì xảy ra. Em ơi, hôm nay em không phải trực đêm sao? Anh hỏi, giọng nói dường như muốn va vỡ bầu không khí căng thẳng đang bao trùm căn phòng. Tôi không trả lời ngay, chỉ nhìn chằm chằm vào anh, nhận ra từng động tác nhỏ nhặt của anh khi anh nhẹ nhàng điều chỉnh chiếc khăn tắm có lẽ anh không biết rằng trình những cử chỉ tưởng chừng như vô tình ấy lại làm lộ ra sự bất thường trong anh lúc này thấy tôi không phản ứng lâm cố gắng tỏ ra thoải mái bước lại gần hơn nụ cười trên môi anh không che giấu được sự gượng gạo em à nhìn sắc mặt em không được tốt có phải dạo này em mệt mỏi quá không anh nói giọng điệu nhẹ nhàng nhưng trong ánh mắt lại thoáng lên sự lo lắng Tôi cố gắng nuốt xuống cơn nghẹn nơi cổ họng, mím đôi môi khô khan lại rồi bình thản trả lời. Có lẽ vậy, dạo này em không chỉ bận rộn với công việc mà còn phải nghe mẹ nhắc nhở mãi, hôm qua bà còn hỏi em khi nào thì sinh con. Nhắc đến chuyện con cái, tôi thấy rõ nét mặt của Lâm khẽ biến sắc, dường như anh không ngờ rằng tôi lại nhắc đến chủ đề này vào lúc này. Em à, sự nghiệp của anh đang trên đà phát triển, nếu không có gì bất ngờ Tháng sau sẽ có thông báo về việc thay đổi quản lý. Trong thời điểm quan trọng này, nếu anh xin nghỉ phép để chăm sóc em sinh con thì không ổn chút nào. Anh bắt đầu giải thích, giọng nói mang vẻ lo lắng nhưng vẫn cố gắng duy trì sự bình tĩnh. Nhưng anh cũng không muốn để em phải chịu khổ một mình. Không thì đợi thêm 2-3 năm nữa, đến lúc đó anh nhất định sẽ dành thời gian chăm sóc em. Lần tiếp tục, ánh mắt chân thành như muốn thuyết phục tôi rằng Tất cả những điều anh nói đều là vì lo lắng cho tôi. Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã tin tưởng những lời nói ấy mà không hề nghi ngờ. Nhưng bây giờ, sau tất cả những gì tôi đã phát hiện, tôi chỉ cảm thấy một sự ghê tẩm lan tỏa trong lòng. Từng lời nói, từng cử chỉ của anh giờ đây đều trở nên trống rỗng và giả dối đến mức tôi không thể nào chịu đựng nổi. Tôi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ thu xếp quần áo, chuẩn bị rời khỏi nhà hôm nay tôi thực sự phải trực đêm và tôi về nhà chỉ để lấy quần áo dù sao thì trời cũng đang lạnh buổi tối sẽ càng hạ nhiệt nên tôi cần thêm áo ấm thấy tôi chuẩn bị ra ngoài lâm nhanh chóng đề nghị để anh đưa em đến bệnh viện nhé anh nói giọng điệu để quan tâm nhưng tôi biết rõ đó chỉ là một vỏ bọc cho một điều gì khác không chờ tôi phản ứng anh đã vội vàng mở tủ lấy quần áo và bắt đầu thay nhìn những động tác nhanh nhẹn của anh Tôi không khỏi cảm thấy chua xót. Tôi để anh làm theo ý muốn của mình, không phản đối, nhưng trong lòng đã rõ ràng mục đích thực sự của anh, không phải là đưa tôi đến bệnh viện mà là tìm cách gặp người phụ nữ kia. Khi xe đến bệnh viện như mọi lần, Lâm muốn đưa tôi đến tận khoa làm việc, nhưng lần này tôi lắc đầu từ chối. "Em có việc phải làm, anh về trước đi." Tôi nói giọng bình thản, cố gắng che giấu những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng lâm không nhận ra sự khác thường trong giọng nói của tôi anh âm thầm thở vào nhẹ nhõm được rồi em à em vất vả rồi anh nói với vẻ nhẹ nhàng rồi định ôm tôi trước khi rời đi tôi khẽ né tránh khiến anh ngạc nhiên trong giây lát nhưng anh không nói gì chỉ lặng lẽ quay lưng bước ra khỏi bệnh viện tôi đứng đó nhìn theo dáng anh khuất dần lòng đầy trống rỗng vừa đi được vài bước tôi đã nghe thấy tiếng động cơ xe nổ phía sau khi tôi quay lại anh đã lái xe đi mất biến mất nhanh như một cơn gió một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên môi tôi nhưng không phải là sự vui vẻ mà là sự chua chát cay đắng dành cho chính mình anh thực sự không thể chờ thêm được tôi rút điện thoại ra mở phần mềm theo dõi xe mà tôi đã cài vào máy anh từ trước đúng như dự đoán của tôi anh đang trên đường đến nhà liên một hơi thở dài nặng nề thoát ra từ lồng ngực tôi nhấp vào trang cá nhân của cô ấy và rồi tôi mới phát hiện ra cô ta vừa cập nhật trạng thái cách đây không lâu bức ảnh cô ấy đang ôm đứa trẻ nụ cười dạng dỡ trên khuôn mặt và dòng chữ kèm theo ba sắp đến rồi con có vui không liền không phải là một người phụ nữ xinh đẹp hay quyến rũ mà là kiểu phụ nữ đậm đà phù hợp với cuộc sống gia đình chẳng ai có thể ngờ rằng cô ta lại chính là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác tôi đã tự hỏi bao nhiêu lần tôi đã làm gì sai Tại sao Lâm lại chọn cô ấy Trong khi anh đã từng thề Sẽ yêu tôi suốt đời Ký ức về ngày cưới ùa về trong tâm trí tôi Rõ ràng như mới chiều hôm qua Hình ảnh Lâm trong bộ lễ phục chú rẻ Bẹn lẽn và e thẹn Dưới sự nhắc nhở của MC Từng bước tiến về phía tôi Trong ánh mắt anh khi ấy Chỉ có hình ảnh của tôi Nụ cười ngượng ngùng Nhưng không giấu được sự phấn khích và hạnh phúc anh đã từng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy yêu thương, chân thành và nghiêm túc khi nói "Hà à, gặp em là điều may mắn nhất trong cuộc đời anh Nếu tình yêu có hạn định, anh mong rằng đó sẽ là 10.000 năm Anh đã từng nói rằng sẽ yêu tôi mãi mãi Nhưng trái tim con người rồi cũng thay đổi trong chớp mắt Khi tôi không biết, anh đã thối nát đến tận cùng Và vỡ tất cả những gì tôi đã từng cùng nhau xây dựng Cả đêm đó, Tôi làm việc trong ca trực đêm tại bệnh viện, tinh thần căng thẳng nhưng cố gắng duy trì sự tập trung. Khi trời bắt đầu sáng, tôi trở về nhà, mệt mỏi xã rời. Trên đường về, tôi tiện tay mua một chiếc camera giám sát nhỏ, dự định sẽ lắp vào xe của chồng để theo dõi anh. Hy vọng tìm ra câu trả lời cho những nghi ngờ đang dày vò tâm trí mình. Nhưng khi về đến nhà, điều đầu tiên khiến tôi bất ngờ là việc Lâm đã thức dậy. Anh ngồi trong phòng khách Gương mặt có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi xuất hiện. Tôi cũng không giấu được sự ngỡ ngàng, bởi trong suy nghĩ của mình, tôi đã tin chắc rằng anh ấy sẽ ở lại qua đêm tại nhà của Liên. Anh nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, nở một nụ cười thân thiện và tiến lại gần, cầm lấy túi xách trên tay tôi. Anh biết em sẽ về nhà vào giờ này, nên đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho em. Anh để trong lò vi sóng, em đi tắm rồi ăn sáng nhé. Anh nói dòng điệu quan tâm như mọi khi, nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy một sự giả dối khó tả trong từng lời nói của anh. Cố gắng kìm nén cảm xúc, tôi mỉm cười nhẹ, cầm bộ đồ ngủ rồi bước vào phòng tắm. Nhưng ngay khi vừa bước chân vào, tôi đã lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn. Mùi sữa thăng thoảng trong không khí, dù rất nhẹ nhưng cũng đủ để khiến tôi chú ý. Điều kỳ lạ là Lâm luôn bị dị ứng với sữa, anh không thể uống sữa Vậy thì mùi hương này từ đâu ra? Tôi cẩn thận lần theo mùi hương, từng bước chậm rãi nhưng nặng nề, đến khi nhìn vào thùng rác bên cạnh bồn rửa, tôi chợt nhận ra một tờ giấy ướt, trên đó vẫn còn dấu vết mờ mờ của sữa. Ngay lập tức, tâm trí tôi lóe lên một suy nghĩ kinh hoàng, Trần Liên đã đến nhà tôi vào tối qua. Cảm giác như có một cơn sóng giận dữ dội lên trong lồng ngực, tôi hít một hơi thật mạnh để trấn tĩnh rồi tiếp tục nhìn quanh. Ánh mắt tôi dừng lại trên chiếc lược đặt trên bồn rửa. Một sợi tóc dài, có màu vàng nhạt, nổi bật lên giữa những sợi tóc đen tuyển của tôi. Tôi chưa bao giờ nhuộm tóc. Tóc tôi luôn đen bóng tự nhiên. Vậy thì sợi tóc này chắc chắn không phải của tôi. Những nghi ngờ vốn đã âm ỉ trong lòng tôi này đã được xác nhận một cách không thể phủ nhận. Trần Liên đã ở đây tối qua, trong chính ngôi nhà này. Và có lẽ cô ta đã ở đây với tư cách là chủ nhân thực sự, ít nhất là trong mắt của chồng tôi. Nhận ra sự thật này, tìm tôi như bị hàng ngàn mũi kim đâm xuyên, đau nhói và lan tỏa khắp cơ thể. Suy nghĩ rằng người phụ nữ khác đã bước chân vào không gian vốn chỉ thuộc về mình, thậm chí còn thoải mái sử dụng mọi thứ trong nhà, khiến tôi buồn nôn. Cổ họng tôi đột ngột thắt lại, cảm giác buồn nôn trào lên không thể kiểm soát. Tôi vội cúi xuống bồn rửa và nôn ra mọi thứ trong dạ dày dường như không chỉ là thức ăn mà cả nỗi đau và sự uất hận trong lòng cũng theo đó mà tuôn ra. Sau khi bình tĩnh lại, tôi nhanh chóng tắm rửa, để dòng nước ấm xoa dịu phần nào cơn đau thể xác và tâm hồn. Khi tôi bước ra khỏi phòng tắm, Lâm đã quay lại với công việc của mình trong phòng làm việc, ngồi trên bàn, chăm chú vào màn hình máy tính, như thể không có chuyện gì bất thường xảy ra. Tôi đứng giữa căn nhà quen thuộc, đột nhiên cảm thấy tất cả trở nên xa lạ như thể mình đang ở một nơi nào đó hoàn toàn khác những chi tiết nhỏ nhặt mà trước đây tôi không hề để ý giờ đây bỗng hiện rõ như những dấu hiệu cảnh báo mà tôi đã bỏ qua từ lâu những góc nhà bị bao phủ bởi những miếng bọt biển mềm mại bộ cốc đôi dành cho các cặp tình nhân bỗng nhiên xuất hiện trong tủ bếp thậm chí những chiếc gối sofa đơn giản cũng đã được thay thế bằng những chú gấu bông đáng yêu tất cả những điều này như đang nói với tôi rằng tôi đã trở thành người lạ duy nhất trong chính ngôi nhà của mình. Những vật dụng quen thuộc giờ đây như mang trong mình một câu chuyện mà tôi chưa từng biết, một câu chuyện về sự phản bội và lừa dối. Tôi siết chặt tay, cố gắng không để nước mắt rơi. Sau một hồi suy nghĩ, tôi lấy chiếc camera giám sát ra khỏi túi. Ban đầu, tôi dự định sẽ đặt nó trên xe của Lâm. Nhưng bây giờ, tôi nhận ra rằng Nơi đây mới là chỗ tốt nhất để giấu nó, để có thể theo dõi mọi hoạt động trong ngôi nhà này. Khi tôi vừa giấu xong camera, một âm thanh vang lên từ phía sau. Tôi quay lại và thấy Lâm vừa bước ra khỏi phòng làm việc, anh mặc bộ vest chỉnh tề, mái tóc ngắn được chăm sóc kỹ lưỡng và dáng vẻ cao giáo thẳng tắp. Đôi mắt hình trái đào của anh hơi nhướng lên, ánh nhìn dường như lúc nào cũng toát lên vẻ quyến rũ đa tình, khiến người khác khó lòng cưỡng lại. Nhớ lại những ngày xưa, tôi đã từng chọn anh không chỉ vì ngoại hình xuất sắc mà còn vì cái vẻ bẽn lẽn và sự chân thành mà tôi từng thấy trong anh. Nhưng giờ đây, khi nhìn lại, tôi nhận ra rằng ngoài khuôn mặt đẹp trai ấy, anh chẳng còn gì để giữ tôi lại nữa. "Em à, vài ngày nữa là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta rồi, em muốn quà gì?" Lâm hỏi, giọng điệu như thể đang chờ một câu trả lời Để phấn khích từ tôi. Tôi nhếch mép cười nhạt, giấu đi sự cay đắng trong lòng. Em muốn gì anh sẽ cho sao? Anh cười đáp lại, vẻ mặt đầy đồng tình. Tất nhiên rồi, em là vợ anh mà, yêu cầu của em anh sẽ đáp ứng. Tôi nhìn anh, cảm nhận rõ sự giả dối đằng sau từng lời nói, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Em chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra em sẽ nói với anh. Tôi đáp lại, giọng điệu thản nhiên như thể không có gì xảy ra. Lâm không ép tôi, anh cười vui vẻ anh sắp được thăng chức rồi, đến lúc đó em muốn gì cũng được, cứ từ từ mà nghĩ. Thăng chức sao? Một người như anh mà cũng xứng đáng thăng chức sao? Sự châm biếm hiện rõ trong mắt tôi, nhưng tôi nhanh chóng giấu nó bằng một nụ cười nhẹ, từ bước tới gần anh, chậm rãi giúp anh chỉnh lại chiếc cà vạt. "Tốt thôi, vậy em sẽ không khách sáo." Lâm vừa mới bước ra khỏi nhà để đến chỗ làm, mẹ chồng liền gọi điện cho tôi. Mỗi lần nghe tiếng chuông ấy, tôi lại cảm thấy áp lực vô cùng đang nặng nề đè lên vai tôi. Cũng như mọi lần, cuộc nói chuyện nhanh chóng xoay quanh chuyện con cái, mà cụ thể là chuyện sinh con. Hả này, mẹ không muốn ép con đâu, nhưng con năm nay đã gần 30 rồi, cứ chỉ hoãn mãi thế này, tuổi trẻ qua nhanh, để lỡ cơ hội sinh con tốt nhất thì khổ cho con thôi. Con làm việc ở bệnh viện, chắc con cũng hiểu rõ, sinh con khi lớn tuổi khó khăn đến mức nào rồi. Tôi biết, mẹ không chỉ lo lắng suông mà bà còn áp đặt cả tương lai của tôi lên vai mình. Câu nói tiếp theo của bà không ngoại dự đoán. Con trai mẹ có điều kiện tốt, lại tử tế, không thiếu gì cô gái sẵn sàng sinh con cho nó. Nếu con không định làm tròn bổn phận của mình thì tốt hơn hết là buông tay cho nó đi. Mỗi lần mẹ nói buông tay, trong đầu tôi hiện lên hàng trăm viễn cảnh, nhưng lần này, bà không chỉ dừng ở đó mà còn nhấn mạnh thêm. Mẹ nói thật, năm nay dù có chuyện gì xảy ra, mẹ cũng muốn thấy cháu nội. Nếu không, mẹ sẽ không để yên đâu. Tôi thở dài, không cần nhìn cũng biết mặt mẹ lúc này đang lạnh lùng và cương quyết ra sao. Khi bà ấy nói không để yên, ý bà rõ ràng là sẽ tìm mọi cách để chúng tôi ly hôn nếu không chịu sinh con. Những lời này tôi đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần kể từ khi bà ấy bắt đầu dục dã tôi chuyện con cái. Trước đây, Tôi thường tìm cách tránh né, im lặng mà chịu đựng, nhưng bây giờ tôi không còn cảm thấy áp lực ấy nữa. Tôi cười nhẹ, trả lời: "Mẹ à, việc sinh con không chỉ do con quyết định, anh Lâm không muốn có con, con có thể làm gì đây? Mẹ nên nói chuyện này với anh ấy mới đúng." Tôi tạm dừng một chút, rồi lại nói thêm với giọng thản nhiên: "Hơn nữa con cũng không thiếu người theo đuổi, nếu anh ấy không làm tròn trách nhiệm của mình thì anh ấy nên là người chủ động đề nghị ly hôn." để con không bị lỡ giờ tuổi xuân. Tôi có thể tưởng tượng rõ ràng khuôn mặt mẹ lúc này, hẳn là đang đỏ lên vì giận. Mẹ luôn coi con trai mình là người hoàn hảo nhất trên đời, làm sao bà ấy có thể chấp nhận việc ai đó chỉ trích lâm được. Khi nghe tôi nói vậy, bà ấy im lặng một chút rồi tức giận cúp máy. Những lúc thế này, tôi không muốn nghĩ ngợi nhiều nữa. Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi quyết định gặp luật sư để bàn về thủ tục ly hôn. Tôi biết cuộc hôn nhân này không thể cứu vãn và tôi cần phải giành lại những gì thuộc về mình. Ngay sau đó, bệnh viện thông báo về một khóa đào tạo nâng cao mà tôi đã bỏ lỡ suốt bao năm vì lo lắng chuyện gia đình. Nhưng bây giờ, khi tôi đã quyết định buông tay, tôi không thể bỏ qua cơ hội này. Tôi đăng ký ngay lập tức. Một đồng nghiệp thấy vậy liền đùa. Này, cậu dám bỏ chồng ở nhà đấy á? Tôi cười nhạt đáp. Anh ta chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi, Câu nói của tôi làm đồng nghiệp nghĩ rằng tôi chỉ đang đùa cợt nên cô ấy cũng chỉ cười và bỏ qua. Rất nhanh, đến sinh nhật của Lâm nhưng thật không may, ngày đó lại trùng với ngày tôi trực. Trước đây mỗi lần như vậy, anh thường tỏ ra khó chịu nhưng hôm nay anh lại nói với giọng điệu rất khác lạ. Em không cần phải cảm thấy có lỗi, em làm việc cũng vì gia đình của chúng ta, anh nên rộng lượng hơn và là người chồng tuyệt vời nhất của em. Tôi nhìn anh, cảm thấy sự chua chát dâng lên trong lòng anh đang nói gì thế này tôi gật đầu cô nén lại nụ cười mỉa mai anh thật rộng lượng gặp được người như anh em đúng là may mắn anh cười hạnh phúc không nhận ra sự lạnh nhạt trong giọng nói của tôi rồi vui vẻ chuẩn bị đồ đạc cho tôi đi làm khi tôi đến bệnh viện anh vẫn còn vui mừng mà vẫy tay chào từ xa nhưng tôi biết rõ đó chỉ là vẻ bề ngoài bên trong anh đang toan tính điều gì đấy Tôi trở về văn phòng, lấy điện thoại ra và kiểm tra camera giám sát. Và đúng như tôi dự đoán, sau khi tiễn tôi đi, Lâm liền đưa mẹ con người phụ nữ kia về nhà. Cảnh tượng trước mắt làm tôi cười lạnh. Trần Liên bế đứa trẻ trên tay, vừa bước vào nhà chưa kịp thay giày. Cả hai đã lao vào nhau, hồn nhau không kiêng nẻ gì ngay tại cửa. Đứa bé trong tay cô ấy đã ngủ từ lúc nào, Lâm nhìn nó bằng ánh mắt đầy hạnh phúc, rồi nhẹ nhàng đặt lên ghế sofa, sau đó cả hai bước vào phòng ngủ của chúng tôi tôi cười nhạt gọi điện báo cảnh sát chào anh tôi muốn báo có kẻ trộm đột nhập vào nhà tôi sau khi báo cảnh sát tôi tiếp tục gọi cho một đồng nghiệp của anh ta anh à đã đến giờ rồi cậu dẫn mọi người đến nhà tôi đi anh lâm chắc đã về đến nhà rồi đấy tôi đã sẵn sàng để xem lâm còn dám cười nổi khi mọi chuyện vỡ lở không cảnh sát đến rất nhanh và khi tôi đến nhà, tình hình đã trở nên hỗn loạn. Hình ảnh đầu tiên tôi thấy là Lâm bị cảnh sát giữ chặt, cơ thể anh ta không còn chút vải vóc che đậy, chỉ còn lại sự hoang mang và nhục nhã. Liền đứng bên cạnh anh ta, chiếc áo ngủ lỏng lẻo của cô cũng chỉ che đậy tạm bợ để lộ ra sự bối rối và lúng túng trên khuôn mặt. Các đồng nghiệp của Lâm, những người đã đến đây với ý định chúc mừng sinh nhật anh ta, giờ đang đứng ở cửa, mắt trừng trừng, không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Họ vẫn còn cầm trên tay những món quà sinh nhật đặc biệt, giờ đây trở thành vật chứng cho sự nhục nhã của chủ nhân bữa tiệc. Lâm với vẻ mặt tuyệt vọng, vội vã quay sang cảnh sát cố gắng giải thích. "Thưa các anh cảnh sát, các anh hiểu lầm rồi, không có kẻ trộm nào đây hết, đây là vợ tôi." Anh ta chưa nói hết câu thì nhận ra tôi đang đứng ở cửa, khiến anh ta lặng đi, giọng nói nghẹn lại không còn sức để tiếp tục biện minh. Nhìn thẳng vào anh ta, tôi lạnh lùng nói với vẻ mỉa mai. Vậy thì anh giải thích cho tôi biết, người phụ nữ này là ai? Giọng nói của tôi vang lên như một đòn chí mạng, khiến Lâm không thể nói được lời nào. Anh ta chỉ biết đứng im, ánh mắt dao động giữa Liên và tôi, lắp bắp. Tôi... Cảnh sát cũng đang cố gắng hiểu rõ tình hình, nhưng không khí căng thẳng xung quanh càng làm mọi chuyện thêm rối ren tôi tiếp tục. Đây rõ ràng là hiện trường của một vụ ngoại tình. Không thể ngờ anh lại trở thành loại người như vậy. Đàm đông bắt đầu thì thầm, những lời bình phẩm nhỏ, nhưng trong bầu không khí nặng nề này, chúng lại như những nhát dao châm chọc. Một người đàn ông cao lớn đột nhiên lên tiếng cười khinh bỉ. Hả, dám làm mà không dám nhận, anh có còn là đàn ông không? Giọng nói của anh ta châm biếm, khiến sự nhục nhã của Lâm càng thêm nặng nề người đàn ông đó là đối thủ của Lâm và sự xuất hiện của anh ta như một đòn chí mạng đánh tan mọi hy vọng thăng chức của Lâm. Liên nhìn thấy tôi như một con chuột thấy mèo, lùi lại và núp sau lưng Lâm, không dám đối diện với ánh mắt tôi. Cô ta có vẻ sợ hãi, nghĩ rằng nếu trốn tránh, có thể tôi sẽ bỏ qua cho cô ta. Nhưng tôi không dễ dàng để cho cô ta thoát tội. Thưa các anh, có người lạ vào nhà tôi mà tôi không biết. Tôi yêu cầu các anh giúp kiểm tra tài sản trong nhà, xem có mất gì không. Tôi yêu cầu, giọng nói kiên quyết. Cảnh sát đi hiểu rõ tình hình, nhưng trước khi họ kịp phản ứng, Lâm đã vội vã nói. Em à, đừng làm loạn nữa. Đây là chuyện gia đình, đừng để người ngoài cười chê. Tôi nhích môi cười nhạt. Anh đã làm rồi, còn sợ bị cười chê sao? Tôi chỉ đang bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, anh không có quyền ngăn cản. Trước sự chứng kiến của mọi người, tôi bắt đầu liệt kê từng món đồ bị mất trong nhà. Tổng giá trị đã vượt quá 5 triệu, đủ để lập án. Khuôn mặt của Liên trắng bạch, cô ta không còn giữ nổi bình tĩnh, hét lên một cách hoảng loạn. Tất cả những thứ này đều do Lâm tặng tôi. Tôi không hề trộm, chỉ lấy quyền gì để kiện tôi. Những lời của cô ta như một lời thừa nhận, không thể chối cãi, rằng cô ta là nhân tình của Lâm. Tôi không cần phải nói thêm gì nữa, mọi người có mặt ở đó đều đã hiểu rõ sự thật tôi không để ý đến sự phản kháng của cô ta mà hướng ánh mắt về phía người đàn ông vừa lên tiếng. Việc lập án cần một khoảng thời gian, cảnh sát chỉ thực hiện một vài thủ tục đơn giản rồi rời đi. Các đồng nghiệp của Lâm cũng nhanh chóng không còn lý do gì để ở lại. Họ lần lượt rời khỏi nhà. Dù vậy, tôi tin rằng kết quả của vụ việc này đã đạt được đúng như tôi mong đợi và chiến thắng của tôi đã được định đoạt. Liên ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, Nước mắt cô rơi không ngừng Trong khi đứa trẻ trong tay cô Cũng hòa theo tiếng khóc của mẹ Cảnh tượng này vừa đau lòng vừa xót xa Làm trái tim tôi cảm thấy nặng chịu Lâm đứng bên cạnh Vẻ mặt đầy xót xa Và cơn tức giận khó kiềm chế Khàn khàn nói Cô về trước đi Liên với vẻ mặt cầu xin gọi tên anh ta Anh Lâm Đi đi Giọng Lâm cứng rắn Tuy cố gắng kiểm chế, nhưng vẫn không giấu nổi sự giận dữ. Liên do dự một chút, ánh mắt cô luân chuyển từ Lâm sang tôi, rồi lại quay lại với vẻ kiên quyết, cắn răng nói. "Chị ơi, giờ thì chuyện đã lộ rõ rồi, tôi không thể giấu nữa, đứa trẻ này là con của anh Lâm, anh ấy là bố ruột của nó." Lời tố nhận của Liên như một cú sốc lớn, tôi cảm thấy sự nhục nhã và đau đớn tràn ngập, nhưng không thể để cảm xúc chi phối lý trí, tôi lạnh lùng đáp. "Vậy thì sao, tôi phải ly hôn?" để hai người có thể ở bên nhau sao? Khuôn mặt của Lâm trở nên tái nhợt, đôi môi anh ta mím chặt. Anh ta nắm chặt cổ tay Liên, kéo hai mẹ con ra khỏi nhà. Liên hét lên trong hoảng loạn, nhưng Lâm vẫn không động lòng. Chỉ có khuôn mặt anh ta là hiện rõ sự u ám và quyết liệt. Tôi nhướng mày, còn chưa kịp lên tiếng thì anh ta đã đóng sập cửa, chặn đứng tiếng hét của Liên bên ngoài. Lâm quay sang tôi, quỳ xuống với vẻ nặng nề và đau khổ. Em à, anh biết anh đã sai rồi Em tha thứ cho anh lần này được không Anh sẽ không bao giờ làm điều gì có lỗi với em nữa đâu Giọng anh ta nghẹn ngào ướt đẫm Và toàn thân run rẩy không ngừng Tôi không biết anh ta run Vì sợ sự việc đang vượt khỏi tầm kiểm soát Hay vì cảm giác tội lỗi Khi bị bắt quả tang Nhưng nghĩ đến việc Họ đã lèn lút với nhau một thời gian dài Đứa trẻ đã gần một tuổi Khiến lòng tôi thêm đau đớn Anh ta có rất nhiều cơ hội để thú nhận nhưng chọn cách che giấu, sự lừa dối của anh ta là điều không thể tha thứ. Nếu anh ta đã đối diện với tôi một cách thẳng thắn từ đầu, nếu anh ta nói rằng anh ta yêu người khác và muốn ly hôn, có lẽ tôi vẫn có thể coi anh ta là một người đàn ông, nhưng bây giờ, anh ta chỉ làm tôi cảm thấy ghê tởm. Lúc anh nói những lời này, anh có nghĩ đến đứa trẻ của anh không?" Tôi hỏi với giọng lạnh lùng và đầy chất vấn. Lâm anh không cần đứa con hoang của mình nữa hả? À? Tôi cố tình nói những lời này để kích động anh ta và như tôi dự đoán, khuôn mặt của anh ta trở nên dữ tợn. Anh ta nắm chặt hai tay như thể đã đưa ra một quyết định lớn lao. Anh không cần nó nữa em mà. Chỉ có đứa con mà em sinh ra mới là con thực sự của anh. Đứa con hoang đó anh sẽ không nhận. Anh sẽ đuổi mẹ con họ đi và sau này họ sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Những lời nói của anh ta như một cú sốc mạnh mẽ, làm hình ảnh của anh ta trong trí nhớ tôi trở nên xa lạ. Trước đây, anh ta thậm chí không dám giết một con kiến. Vậy mà giờ đây, anh ta lại có thể thốt ra những lời trái đạo đức và vô nhân tính như vậy. Người ta thường nói rằng, con người sẽ thay đổi, và điều này thể hiện rõ ở anh ta. Lâm mà, anh thực sự làm tôi cảm thấy kinh tởm. Tôi nói bình tĩnh, nhưng đầy sự thất vọng. Anh ta tiếp tục cầu xin, Em à, anh thực sự biết mình sai rồi. Em tha thứ cho anh lần này đi. Anh đã bị mê muội khi ở bên cô ta. Người anh yêu không phải là cô ta, mà luôn luôn là em. Lời nói của anh ta như những giọt xương rơi vào đầm lầy, càng làm tôi cảm thấy buồn nôn. Tình yêu mà anh ta nói ra trở nên rẻ mạt và gây tẩm trong mắt tôi. Em à, chỉ cần em rút đơn kiện, anh sẽ trở về với gia đình. Anh sẽ mãi mãi chỉ yêu mình em, Chúng ta có thể trở lại như lúc đầu." Lâm nói với vẻ tha thiết. "Ban đầu tôi chỉ cảm thấy kinh tởm, nhưng khi nghe những lời này, tôi mới nhận ra sự đáng sợ của anh ta. Sự khuất phục của anh ta không phải vì nhận ra sai lầm của mình, hay thực sự cảm thấy có lỗi với tôi, mà là để bảo vệ Liên." "Đừng tự coi mình quan trọng như vậy." Tôi nói, ánh mắt tôi lạnh lùng và không cảm xúc. "Chỉ cô ta mới muốn bảo vệ mình, không phải tôi." đừng tự coi mình quan trọng như vậy. Chỉ cô ta mới muốn một thứ rác rửa như anh thôi. Tôi kiên quyết không rút đơn kiện. Lâm mặt đầy vẻ cứng rắn và quyết tâm, nghiền răng nói. Nếu em không đồng ý, anh sẽ không đứng dậy. Giọng anh ta cứng rắn và đầy thách thức, như thể quyết tâm làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Nhưng tôi không có đủ kiên nhẫn để đuôi co với anh ta thêm nữa. Tôi quay người chuẩn bị rời đi. Ngay lập tức, Lâm lao tới, giữ chặt tôi bằng đôi tay kiên quyết và ánh mắt không rời khỏi tôi vợ à chuyện của chúng ta vẫn chưa được giải quyết em nên xin nghỉ phép một thời gian đi trong lời nói của anh ta dù đã bình tĩnh trở lại nhưng vẫn ẩn chứa sự đe dọa rõ rệt tôi cảm nhận được sức ép của từng chữ nhưng không để nó làm mình dao động tôi đã thông báo với đồng nghiệp rồi nếu tôi không trở lại bệnh viện trong vòng một giờ cô ấy sẽ gọi cảnh sát ngay lập tức tôi đáp giọng thản nhiên nhưng kiên quyết lầm trận tròn mắt như thể một ánh sáng chật lóe lên trong đầu anh ta anh ta run lên vì cơn tức giận đang dâng trào sao tất cả những chuyện này là do em sắp đặt trước đúng không em cố ý làm bẩn danh tiếng của anh phải không những lời của anh ta đầy sự hoài nghi và không tin tưởng như thể sự thật phũ phàng đang diễn ra trước mắt khiến anh ta không thể chấp nhận được danh tiếng của anh cần tôi làm bẩn sao tôi không phản bác suy đoán của anh ta bởi vì thật ra tôi chẳng quan tâm đến danh tiếng của anh lầm cười khẩy ánh mắt anh ta đầy thất vọng và giận dữ vậy em đã biết chuyện này từ khi nào điều đó không còn quan trọng nữa anh chỉ cần đồng ý ly hôn là được tôi đáp giọng lạnh lùng và kiên quyết không anh nhất định sẽ không đồng ý ly hôn lầm hoảng hốt giọng anh ta run rẩy anh ta vội vàng thêm em à dù sao đi nữa xin em hãy tin anh anh chưa bao giờ có ý định ly hôn với em. Càng không có ý định kết hôn với cô ta. Đứa trẻ đó chỉ là một tai nạn. Anh ta vừa nói, vừa cố gắng kéo tôi lại gần. Nhưng tôi ngay lập tức né tránh. Ánh mắt tôi chứa đẩy sự gây tẩm và châm biếm. Anh có thể đừng làm tôi kinh tẩm được nữa không? Đứa trẻ đã ra đời rồi. Anh nói không yêu cô ta. Vậy khi anh ở bên cô ta, có phải cô ta cầm dao ép anh không? Anh... Lâm mở miệng nhưng không thể nói thêm gì chỉ còn lại sự bối rối và tuyệt vọng. Tôi không muốn nghe anh biện minh nữa, cứ vậy đi, tôi cắt ngang, không muốn lãng phí thêm thời gian với anh ta, tôi quay người, chuẩn bị bước ra ngoài. Lâm còn định kéo tôi lại, nhưng dường như những gì tôi vừa nói đã làm anh ta trộn bước, cuối cùng anh ta không dám đuổi theo. Khi tôi bước ra khỏi chung cư, ngay lập tức, tôi thấy Liên đang đợi bên ngoài, cô ta nhìn tôi với ánh mắt đầy phẫn nộ, như thể tôi là nguyên nhân chính của tất cả rắc rối. Tôi định bước qua cô ta, nhưng cô ta nhanh chóng bị đứa trẻ tiến lại gần tôi. Biểu hiện của cô ta đẩy cam hận. Cô à, mối quan hệ giữa tôi và Lâm, cô cũng biết rồi, chúng tôi đã có con với nhau. Cô đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự đoàn tụ của gia đình chúng tôi. Tôi khuyên cô nên biết điều mà sớm ly hôn với anh ấy đi. Tôi thực sự không hiểu sao những kẻ thứ ba lại có thể mặt dày đến như vậy thậm chí còn dám thách thức cả chính thất tôi thản nhiên nhìn cô ta không vội vã nói cô thật là thú vị đấy đã biết rõ là kẻ thứ ba mà vẫn lao vào thậm chí còn sinh con ngoài giá thú cô không sợ đứa con yêu quý của mình sẽ bị người đòi khinh bỉ sao khuôn mặt liên trở nên khó coi đôi tay cô ta siết chặt đứa trẻ như thể đó là thứ duy nhất cô ta còn giữ lại người không được yêu mới là kẻ thứ ba Cô chỉ là người chiếm giữ danh nghĩa vợ anh ấy mà thôi, ngoài ra cô chẳng là gì cả." Nghe những lời này, tôi đột nhiên bật cười, cô ta hoàn toàn dựa vào lý lẽ lệch lạc và không biết sao lại có thể lớn mồm đến thế. Nhưng sự thật thì tàn nhẫn như vậy đấy, tôi là vợ hợp pháp, được pháp luật bảo vệ, còn cô chỉ là một người phụ nữ lén lút không thể ra mặt. Thay vì ở đây tức giận vô ích, cô nên về mà suy nghĩ cách trả lại những gì cô nợ tôi. Nói xong, tôi không thèm nhìn lại khuôn mặt khó coi của cô ta mà bỏ đi. Khu tôi sống là một khu nhà cũ, thường xuyên có những bà cô rảnh rỗi bàn tán về chuyện gia đình. Chuyện cảnh sát đến nhà bắt trộm, nhưng lại phát hiện kẻ thứ ba đã nhanh chóng lan truyền khắp khu phố chỉ sau một đêm. Lầm bỗng trở thành ngôi sao của khu phố chúng tôi với sự châm biếm và lời đồn đại xung quanh tên tuổi của anh ta. Khi tôi ngồi trò chuyện với những người hàng xóm về tình hình hiện tại, sự quan tâm của họ không chỉ an ủi mà còn giúp tôi cảm thấy phần nào nhẹ nhõm hơn họ chia sẻ chồng cô đúng là đồ chẳng ra gì cô vừa giỏi vừa đẹp thế mà anh ta lại đi làm những việc đê tiện như vậy đúng đấy đàn ông không có tự trọng thì như cải thối cô nên ly hôn sớm đi đừng để mắc bệnh gì đó thì khổ đúng rồi tôi có một người họ hàng chồng cô ấy đi ngoại tình không lâu sau thì bị phát hiện mắc bệnh lây qua đường tình dục giờ vẫn đang điều trị trong bệnh viện còn tiêu hết hơn nửa tài sản của gia đình đấy ngồi trong khu vui chơi ngoài trời của khu phố tôi lắng nghe những lời bình luận với sự tò mò lẫn cảm giác lạnh lẽo những câu chuyện đó làm tôi cảm thấy hoang mang nhưng may mắn thay tuần trước tôi đã đi kiểm tra sức khỏe toàn thân và không phát hiện bất thường nào cảm ơn các cô đã quan tâm tôi đã hiểu rồi tôi đáp lại dù lòng tôi vẫn cảm thấy nặng trĩu sau khi trò chuyện thêm một lúc tôi đứng dậy và trở về nhà. Khi tôi mở cửa, một mùi rượu nồng nặc ngay lập tức sọc vào mũi, khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi nhăn mặt, đang định bước vào, thì nghe thấy tiếng lầm bẩm của Lâm từ bên trong. Việc thăng chức của tôi đã tan tành rồi, cô hài lòng chưa? Tôi nhướng mày, cảm giác nhẹ nhõm nhất, bất ngờ khi nghe thấy giọng điệu đầy tuyệt vọng của anh ta. Lâm nói với giọng ướt át và đầy nước mắt. Vợ à, anh bây giờ chỉ còn mình em thôi anh ta lảo đảo tiến lại gần tôi mùi rượu từ cơ thể anh ta sọc vào mũi tôi ánh mắt tôi hiện lên vẻ ghê tởm và tôi lùi lại một bước không muốn tiếp xúc thêm với anh ta dù lòng tôi khao khát được bỏ đi ngay lập tức tôi vẫn giữ im lặng nhưng lâm nhận ra động thái của tôi và lao tới vợ à em không muốn có con sao chúng ta sinh một đứa đi sinh một đứa thì em sẽ không rời xa anh nữa đôi mắt anh ta lờ đờ vì say, nhưng lực tay lại siết chặt hơn bao giờ hết. Tôi cố gắng giãy giụa để thoát ra khỏi vòng tay của anh ta, nhưng sức lực chênh lệch giữa nam và nữ quá lớn. Tôi dùng hết sức cũng không thể đẩy anh ta ra. Trong lúc tuyệt vọng, tôi chợt thấy chiếc bình hoa nhựa trên tủ giày gần đấy. Không chần chừ, tôi vơ lấy chiếc bình và đập mạnh vào đầu anh ta. Lâm lập tức buông tôi ra, lùi lại vì cơn đau dữ dội. Tôi tận dụng cơ hội đấy cầm lấy bình hoa và tiếp tục đập vào người anh ta, từng cú đánh như xả hết cơn giận dồn nén bấy lâu nay. Từng cú đánh là sự giải tỏa cơn tức giận và nỗi đau của tôi. "Vợ à, anh sai rồi, em đừng đánh anh nữa, đau lắm." Anh ta kêu lên, lùi lại đầy thảm hại và cố gắng tránh những đòn đánh của tôi. Ban đầu, tôi muốn đánh anh ta đến chết, nhưng sau đó, tôi nhận ra rằng việc hy sinh cả đời mình vì một kẻ như vậy thật không đáng. Tôi cố gắng kìm nén cơn giận, cảm giác vẫn nộ, vẫn vương vấn trong lòng và ném chiếc bình hoa sang một bên. Ngực tôi phập phồng dữ dội, thể hiện rõ sự tức giận và căng thẳng. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng làm dịu cơn giận và lạnh lùng nói. Căn nhà này tôi đã nhờ môi giới bán rồi. Sau khi nhận được tiền, tôi sẽ trả phần của anh. Còn những vấn đề khác để tòa án phán xét. Nghe những lời này, Lâm trong trạng thái say rượu bỗng tỉnh lại, anh ta nhìn tôi với sự không thể tin nổi như thể vừa nhận ra điều gì đó đau đớn hà à em thực sự muốn làm thế này sao anh đã nói sẽ đền bù tất cả cho em sao em vẫn ép anh ly hôn bởi vì anh bẩn bởi vì anh kinh tởm bởi vì nhìn thấy anh tôi chỉ muốn nôn tôi không còn kiên nhẫn nói hết những gì trong lòng không để lại chút thể diệt nào cho anh ta lâm à bây giờ anh thực sự khiến tôi cảm thấy vô cùng kinh tởm nếu trước đây anh thẳng thắn rằng anh yêu người khác tôi sẽ rút lui nhưng anh lại dùng thứ thủ đoạn ghê tởm này để đối phó với tôi anh không còn tư cách nói tôi là quá đáng những gì tôi làm chỉ là cách giữ thể diện cho chúng tôi nhưng anh ta đã làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều lâm vẫn nhìn tôi chân chối đôi mắt đầy vẻ tuyệt vọng nhưng tôi không còn chút cảm xúc nào dành cho anh ta nữa sau tất cả những gì xảy ra, tình yêu đã bị xóa sạch, chỉ còn lại sự khinh bỉ và thất vọng. Bởi vì anh dơ bẩn, bởi vì anh kinh tởm, nhìn thấy anh tôi muốn nôn. Lâm đứng đó mặt tái mét, không biết phải nói gì, trong phút chốc, anh ta trông nhỏ bé đến lạ thường, như một đứa trẻ vừa bị mất đi món đồ chơi yêu thích, nhưng tôi biết rõ, đó không phải là hối hận thật sự, mà chỉ là nỗi sợ hãi khi mất đi sự kiểm soát. Tôi bước lùi lại, giữ khoảng cách an toàn với anh ta, ánh mắt lạnh lùng. Anh sai, nhưng em còn sai nhiều hơn thế. Anh sai, nhưng anh còn sai nhiều hơn thế. Đừng trách tôi tản nhẫn, vì chính anh đã đẩy tôi đến bước đường này. Lâm lảo đảo ngồi vịch xuống ghế, hai tay ôm đầu, giọng nghẹn ngào. Hà anh xin em, anh sẽ thay đổi, anh hứa. Những lời xin lỗi lúc này chẳng còn giá trị, tất cả đã quá muộn, trái tim tôi đã khép lại, không còn chỗ cho sự thương hại hay tha thứ tôi không muốn nghe thêm gì nữa chỉ muốn kết thúc mọi chuyện ở đây tôi đứng thẳng người cất giọng cương quyết tôi sẽ hoàn tất thủ tục ly hôn sớm nhất có thể chúng ta kết thúc ở đây đi mỗi người sẽ đi con đường riêng đừng níu kéo vì tôi không còn gì để nói với anh nữa đâu lâm ngước lên nhìn tôi ánh mắt trống rỗng như một người vừa mất tất cả nhưng tôi không để cho ánh mắt đó làm mình mềm lòng Tôi quay lưng bước ra khỏi nhà, đóng cửa lại sau lưng, cảm giác như vừa thoát khỏi một cái lồng giam ngột ngạt. Ngoài trời đã tối, không khí mắt lạnh thổi qua, khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi bước đi trên con đường nhỏ, dẫn ra khỏi khu phố, lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Từ hôm nay, tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, không còn lâm, không còn những đau khổ và uất ức. Cuộc sống trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng tôi tin rằng mình sẽ vượt qua, vì ít nhất tôi đã tìm lại được chính mình và đó mới là điều quan trọng nhất. Sau khi nói xong những lời quyết liệt với Lâm, tôi quay trở về nhà và bắt đầu thu dọn hành lý. Những kỷ niệm và đồ vật từng mang lại niềm vui, giờ đây chỉ gợi nhớ đến nỗi đau và sự phản bội. Căn nhà mà tôi từng xem là chốn nương náu, giờ đã trở nên u ám và ngột ngạt. Tôi không còn lý do nào để ở lại và chẳng có gì đáng để lưu luyến. Tôi quyết định về lại nhà bố mẹ. Khi thấy tôi mang vali trở về, cả hai đều ngạc nhiên. Mẹ tôi ban đầu tưởng rằng chỉ là cuộc cãi vã bình thường giữa vợ chồng. Còn định khuyên tôi quay lại làm hòa. Nhưng khi nghe tôi kể về những gì đã xảy ra, bà chỉ im lặng, nét mặt dần thay đổi. Mẹ tôi là người luôn coi trọng đạo đức và lẽ phải. Và bà ghét nhất những kẻ vượt qua giới hạn đấy. Sau một lúc, bà thở dài rồi nói. Con gái à, mẹ ủng hộ con Một người đàn ông tồi tệ như vậy Không có lý do gì để giữ lại Hơn nữa Con của mẹ là người có tài Con sẽ không ngã gục vì rời xa anh ta Trên đời này Hạnh phúc của con mới là điều quan trọng nhất Bố tôi như mọi khi Luôn ủng hộ tôi vô điều kiện Ông không nói gì nhiều Chỉ đặt tay lên vai tôi Chuyển cho tôi sự an ủi vững tin Mẹ tôi cũng không có ý kiến gì khác Chỉ thở dài Ngày xưa, anh ta cầu xin chúng ta bao nhiêu lần để được cưới con, vậy mà bây giờ thay đổi nhanh chóng đến thế. Câu nói của mẹ khiến tôi không khỏi suy nghĩ, thật khó hiểu khi một người từng yêu thương mình đến thế, giờ đây lại trở nên xa lạ và tồi tệ đến vậy. Rõ ràng trước đây anh ta đã từng đặt tôi lên hàng đầu, từng coi tôi là tất cả, mà giờ đây mọi thứ chỉ còn là nỗi đau và sự oán hận tôi vẫn không hiểu mình đã thua ở đâu trong cuộc hôn nhân này ngày đầu tiên về nhà tôi quyết định xóa bỏ mối liên lạc với lâm cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với anh ta những gì còn lại cần giải quyết tôi giao toàn bộ cho luật sư tôi muốn chấm dứt tất cả và bắt đầu lại cuộc đời mình tuy nhiên chỉ hai ngày sau tôi nhận được cuộc gọi từ luật sư thông báo rằng lâm đang làm ầm lên đòi nhảy sông hiện đang ở trên cầu miệng không ngừng đòi gặp tôi. Ban đầu tôi không định đi, nhưng mẹ tôi lại khuyên. Thôi, đi xem đi, dù sao ở nhà cũng buồn, kịch miễn phí, không xem thì phí quá. Nghe lời mẹ, tôi cũng lập tức thay đồ rồi đến đó. Như lời luật sư nói, Lâm đã ngồi bên ngoài lan can, gương mặt xanh xao, ánh mắt hoảng loạn. Bất kỳ lúc nào, anh ta cũng có thể rơi xuống. Xung quanh anh ta, rất đông người đang tụ tập bàn tán và chỉ trỏ. Còn đường trên cầu bị tắc nghẽn nghiêm trọng, tôi và mẹ phải vất vả mới có thể chen được lên phía trước. Vừa lấy điện thoại ra để quay video, Lâm đã chú ý đến tôi, nước mắt anh ta tuôn trào, khóc lóc thảm thiết. "Vợ ơi, cuối cùng em cũng đến rồi. Trước khi chết còn được nhìn thấy em, anh cũng đã mãn nguyện rồi." Lời nói của anh ta khiến không ít người xung quanh quay sang nhìn tôi với ánh mắt chỉ trích, thậm chí có người còn đẩy tôi và nói: Chồng cô sắp nhảy sông rồi Cô mau cản anh ấy lại đi Cô vợ này không biết đã làm gì Mà khiến chồng mình phải đến mức muốn nhảy sông như vậy Một người khác thì thầm Đúng thế Con người bây giờ thật đáng sợ Lòng già còn độc ác hơn cả rắn Ai đó góp lời Càng làm đám đông thêm sôi sục. Nhưng những lời chỉ trích ấy Chẳng còn tác động gì đến tôi Tôi vẫn bình tĩnh quay video và nói rõ ràng Trước khi anh nhảy anh có muốn tôi gọi người tình của anh đến đây không à còn cả đứa con riêng của anh nữa đấy dù sao nó cũng là con ruột của anh ít nhất cũng nên gặp mặt lần cuối lời nói của tôi khiến đám đông im lặng ánh mắt chỉ trích ban nãy nhanh chóng biến mất thay vào đó là sự do dự và tò mò sắc mặt lâm thay đổi liên tục nhưng rồi anh ta lại khóc to đúng vậy anh có lỗi với em có lỗi với gia đình chúng ta anh không đáng sống nữa tốt nhất là chết đi nhìn thấy Lâm đang diễn kịch, tôi biết ngay rằng anh ta chỉ đang cố tình tạo áp lực để tôi rút đơn ly hôn. Người thực sự muốn chết sẽ không lãng phí thời gian như vậy. Và với tính cách ích kỷ của anh ta, làm sao anh ta có thể từ bỏ mạng sống của mình? Chẳng qua là muốn ép tôi rút đơn kiện mà thôi. Tôi tiếp tục giữ bình tĩnh, gật đầu đồng ý. Tôi cũng nghĩ rằng người như anh không đáng sống. Vậy đi, anh viết một lá thư tuyệt mạnh Tôi sẽ giúp anh chuyển cho tình nhân và con trai anh Coi như là một việc tốt lần cuối Ngay khi tôi dứt lời Mẹ tôi khẽ kéo tay áo tôi Tôi nhìn theo ánh mắt bà Và thấy một người đàn ông đang cầm máy quay hướng về phía chúng tôi Rõ ràng Lâm đang muốn lợi dụng sức mạnh của dư luận Để ép tôi nhượng bộ Tôi khẽ mỉm cười Bình tĩnh nói tiếp Tôi đã nộp đơn kiện ly hôn, nếu không có gì bất ngờ, sớm thôi sẽ có kết quả. Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của anh vì tôi tin rằng tất cả những người phụ nữ ở đây đều như tôi, không bao giờ tha thứ cho sự phản bội. Lâm, tôi không cần anh. Lời đe dọa của anh chẳng có tác dụng gì với tôi. Anh muốn chết thì cứ việc tôi không cản vì tôi đã không còn là vợ của anh nữa rồi. Nói xong, tôi tiếp tục quay video do điện thoại lên cao để mọi người xung quanh có thể thấy rõ. Tôi biết dù Lâm có cố tình chỉnh sửa video như thế nào, Tôi cũng đã có đủ bằng chứng để bảo vệ mình. Mặt Lâm sám xịt, giống như một kẻ thất bại hoàn toàn. Đúng lúc này, Liên, người tình của anh ta, bất ngờ xuất hiện, bê đứa con nhỏ chạy đến, cô ta hoảng loạn, nước mắt ràn rụa hét lớn. "Lâm, anh đừng có làm chuyện dại dột, em và con cần anh." Sự xuất hiện của cô ta khiến đám đông xôn xao hơn, mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi, không hiểu nổi tại sao tôi lại thua kém cô ta thật không thể tin được tình nhân của anh ta lại như thế này tôi cứ tưởng phải là một người đẹp lắm chứ anh ta cũng đói quá mà ai mà không từ ai đó lên tiếng khiến cả đám đông bật cười khuôn mặt liên trắng bệch nước mắt rơi lã chã cô ta nhìn lâm với ánh mắt đầy hoàng loạn và cầu xin nhưng lâm bất ngờ nổi giận nhảy xuống khỏi lan can lao tới ôm chặt lấy cô ta hét lên đừng quay nữa đừng quay nữa chết tiệt thật đấy Tôi đứng đó, lạnh lùng nhìn Lâm như nhìn một kẻ hè. Anh Lâm, anh diễn đủ chưa? Anh ta dừng lại một chút rồi quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy căm hận. Hạ, cô thật là độc ác. Cô nghĩ mình giỏi lắm sao? Nếu không phải vì cô chỉ biết đến công việc, không quan tâm đến gia đình, thì tôi có tìm đến người khác không? Cô chỉ biết đổ lỗi cho tôi, nhưng cô cũng có phần trách nhiệm lời nói anh ta khiến tôi nhớ lại những lời khuyên anh ta đã từng nói với tôi hãy dũng cảm theo đuổi ước mơ đừng để cuộc sống làm vướng bận cuối cùng người hối hận lại chính là anh ta tôi đã nghĩ ra đủ mọi lý do nhưng không ngờ đó lại là điều khiến anh ta phản bội nhìn lâm đứng đó sững sờ không nói thêm được lời nào tôi chỉ lắc đầu và cùng mẹ rời đi sau khi lâm bị đám đông và tôi vạch trần mọi chuyện anh ta như chợt tỉnh ngộ, ánh mắt đau đớn nhưng không còn sự căm phẫn hay vẫn nổ. Anh ta đứng đó, im lặng nhìn tôi rồi bất ngờ quay sang Liên, người phụ nữ mà anh ta đã đặt sai vị trí trong cuộc đời mình. "Liên à, anh xin lỗi, anh đã sai khi kéo em vào chuyện này, anh không nên, anh đã không biết điều gì là quan trọng nhất." Nói rồi, anh ta nhìn đứa con nhỏ trong vòng tay của Liên, đôi mắt chứa đựng nỗi đau nhưng cũng đầy sự quyết tâm. Lâm chậm rãi quỷ xuống trước mặt tôi, cúi đầu thật thấp. Hả? Anh biết anh đã sai rất nhiều. Anh đã phản bội em, phản bội gia đình mình. Và giờ đây, anh mới nhận ra cái giá phải trả là quá đắt. Anh không dám xin em tha thứ, nhưng anh sẽ làm mọi điều có thể để chuộc lại lỗi lầm. Ánh mắt anh ta thay đổi, không còn sự yếu đuối hay toan tính như trước. Anh ta đứng dậy, nhìn quanh những người đang tụ tập ánh mắt họ cũng dần dịu lại khi thấy thái độ hối lỗi thực sự của Lâm. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh ta, trong lòng trỗi dậy một cảm giác khó tả. Tôi biết rằng những gì đã xảy ra là không thể thay đổi. Nhưng có lẽ đây là bước đầu để anh ta bắt đầu lại cuộc đời mình một cách chân thành hơn. Sau ngày hôm đó, Lâm không còn xuất hiện để quấy rầy tôi nữa. Anh ta rút khỏi cuộc sống của tôi dành toàn bộ thời gian để sửa chữa những sai lầm của mình, anh ta tự nguyện từ bỏ mọi quyền lợi trong cuộc ly hôn, thậm chí chuyển một phần tài sản của mình cho tôi và đứa con của Liên để chuộc lỗi với cả hai người phụ nữ mà anh ta đã làm tổn thương. Lâm bắt đầu tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn và nỗ lực trở thành một người cha tốt hơn cho đứa con của mình, thay vì tìm kiếm sự tha thứ từ tôi, anh ta tự mình sửa chữa cuộc đời cố gắng sống tốt hơn mỗi ngày. Về phần tôi, sau khi mọi chuyện ổn định, tôi chuyển đến một thành phố mới, nơi tôi bắt đầu lại cuộc sống với những kế hoạch và ước mơ mới. Thỉnh thoảng, tôi vẫn nhận được tin tức về Lâm từ những người quen, nghe nói anh ta đã trở thành một người đàn ông khác, chín chắn và có trách nhiệm hơn rất nhiều. Cuộc sống mới của tôi tràn ngập những điều tốt đẹp và niềm vui, mặc dù tôi và Lâm đã đi trên hai con đường khác nhau. Tôi luôn hy vọng rằng dù ở bất cứ đâu, anh ta cũng sẽ tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn mình. Cả hai chúng tôi, mỗi người một ngã rẽ, đều có cơ hội để bắt đầu lại mạnh mẽ và tốt đẹp hơn trước. Các bạn thân mến, câu chuyện ngắn đến đây là kết thúc rồi, một câu chuyện về mối hôn nhân, về sự phản bội trong tình yêu sẽ để lại niềm đau và nước mắt cho mọi người. Chính vì vậy, đây là bài học đắt giá cho những ai đang đã và sắp sửa đi ngoại tình. Xin chào các bạn. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bộ truyện mới sẽ được phát sóng đều đặn trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.